trong đất liền. Ở đây là chưa tính các ca nhiễm virus liên quan đến du thuyền bị cách ly Diamond Princess hồi đầu tháng 2. CNN đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản ông Taro Kono mới đưa ra thông báo đã có thêm 22 bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới, SARS-CoV-2, gây dịch viêm phổi cấp COVID-19 tại quốc gia này. Tất cả các trường hợp đều được ghi nhận vào thời điểm cuối ngày 26 tháng 2, trong đó có 2 bệnh nhân không bộc lộ triệu chứng. Với 22 trường hợp trên, tổng cộng những ca đã nhiễm virus trong đất liền của Nhật Bản đã lên tới 186 người. Cụm từ trong đất liền được hiểu là không tính đến những ca bệnh liên quan tới du thuyền bị cách ly Diamond Princess vừa qua. Hiện tại, có 693 trường hợp xác nhận dương tính với virus liên quan tới du thuyền nói trên, và tổng cộng cả nước là 879 người. Video liên quan nguồn, công nhân theo CD trên trí thức trẻ Let's J Blog X.